Vào mỗi dịp cuối năm, chuyện chiếc vé tàu xe ngày Tết luôn là sự quan tâm đặc biệt của những người đi học, đi làm ăn xa. Tuy nhiên, Tết Nhâm Dần này, kế hoạch đi lại của mọi người chịu nhiều tác động bởi đại dịch COVID-19. Vì thế, câu chuyện chiếc vé tàu xe không còn là mối bận tâm nữa. Ghi nhận tại bến xe trung tâm ngày cận Tết. Đợt phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán thường bắt đầu từ 23 tháng Chạp, được kỳ vọng sẽ đông khách. Nhưng thực tế, bến xe còn vắng hơn những ngày cuối tuần. Nhiều chuyến xe rời bến khi chưa có đầy nửa số khách. So với mọi năm ấy, thì cái lượng khách thì nó giảm hơn nhiều, ít hơn nhiều vì nó do dịch bệnh. Đấy. Còn cái việc đi lại thì nói chung là nó cũng rất thoải mái và dễ dàng. Còn cái giá vé thì so với mọi năm thì cũng giảm một chút ít. Tuy nhiên, các nhà xe dự báo khách có thể sẽ tăng trở lại vào khoảng 26-27 Tết khi người dân chính thức nghỉ Tết. Để đề phòng khách tăng đột biến, các hãng xe vẫn bố trí thêm xe dự phòng tăng cường khi cần thiết. Hiện mỗi ngày, hãng xe Sao Việt có 20 lượt xe đi đến Lào Cai. Đại diện hãng xe cho biết, thời điểm này mọi năm lượng khách rất đông. Nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, lượng hành khách đi lại hạn chế, giảm khoảng 60% so với dịp Tết trước khi có dịch. Tuy nhiên, nhà xe vẫn đảm bảo mọi điều kiện để phục vụ hành khách về quê đón Tết chu đáo nhất, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho hành khách tại phòng vé và trên xe. Với hãng xe Hà Sơn Hải Vân, chạy 26 chuyến mỗi ngày, giảm một nửa so với bình thường. Từ 26 Tết, dự kiến lượng hành khách về quê đông hơn, nhà xe này có kế hoạch sẽ tăng thêm 40 chuyến một ngày. Doanh nghiệp cam kết không tăng giá vé trong dịp lễ Tết. Tình hình năm nay Tết dịch bệnh như vậy thì anh em thì cũng rất là mong muốn là bến xe là khách hứa người ta nhu cầu đi lại người dân tăng cao, nhưng mà bây giờ do tình hình dịch bệnh như này thì cũng mong muốn chính phủ và đảng và nhà nước chống dịch tốt thì là sẽ đẩy lùi được cái dịch bệnh, thì là sẽ cái đời sống của nhân dân sẽ trở lại hoạt động bình thường. Năm nay lịch nghỉ Tết kéo dài 9 ngày từ ngày 29 tháng 1 tức ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2022 tức ngày 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có người chọn cách di chuyển bằng xe cá nhân hoặc thuê xe. Nhiều tỉnh thành có những quy định riêng về phòng chống dịch đối với người về quê ăn Tết, khiến nhiều người vẫn chưa chốt được kế hoạch ăn Tết ở đâu. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc các phương tiện vận tải hành khách vắng khách ngày cận Tết.